Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần. Thưa quý vị, trong những số trước, chương trình chứng khoán cuối tuần đã phát sóng về vệt đề tài cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đã phản ánh thực trạng cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và những vướng mắc tồn tại của quá trình này. Tuần này chúng tôi xin được tiếp tục câu chuyện đang được dư luận quan tâm này với chủ đề thúc đẩy cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước cách nào. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị theo dõi những con số cập nhật về tiến trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tính đến hết tháng 8 năm 2018. Số liệu do Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính cung cấp thông qua clip ngắn sau đây. Mời quý vị theo dõi. Theo số liệu của Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2018, có 10 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 9 doanh nghiệp nhà nước và 1 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.524 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.271 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.272 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.158 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.289 tỷ đồng, đấu giá công khai 4.733 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 82 tỷ đồng và tổ chức công đoàn là 5 tỷ đồng. Năm 2018, phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp, bao gồm 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017 và 64 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2018. Tuy nhiên, đến hết tháng 8 năm 2018, mới cổ phần hóa được 10 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc danh sách thực hiện cổ phần hóa theo công văn số 991. Lũy kế đến nay, mới cổ phần hóa được 26 trên 127 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Trong 8 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 3.772 tỷ đồng, thu về 9.140 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 17 đơn vị thuộc quyết định số 123 ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị là 1.103 tỷ đồng, thu về 1.970 tỷ đồng. Thoái vốn nhà nước tại một đơn vị không thuộc danh sách tại quyết định số 1232 với giá trị 205 tỷ đồng, thu về 540 tỷ đồng, đó là Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Các tập đoàn tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 2.463 tỷ đồng, thu về 6.629 tỷ đồng, trong đó thoái vốn tại các lĩnh vực nhạy cảm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, các quỹ đầu tư được 1.122 tỷ đồng, thu về 1.435 tỷ đồng. Thoái vốn tại các lĩnh vực khác được 1.129 tỷ đồng, thu về 2.548 tỷ đồng. SCIC thực hiện thoái vốn tại 8 doanh nghiệp với giá trị 212 tỷ đồng, thu về 2.644 tỷ đồng. Tình hình triển khai bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2018 đã có 20 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu với tổng giá trị bán ra là 13.745 tỷ đồng, thu được 21.565 tỷ đồng. Trong đó có một số doanh nghiệp lớn như Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Tình hình đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến hết quý 1 năm 2018, đã có 138 doanh nghiệp đã niêm yết và đăng ký giao dịch trên Upcom, 72 doanh nghiệp chưa đăng ký giao dịch niêm yết và 23 doanh nghiệp đã hủy đăng ký công ty đại chúng. Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa đang thực hiện rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp. Một số tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện đã làm ảnh hưởng đến kết quả của quá trình cổ phần hóa thoái vốn, như còn doanh nghiệp sử dụng nhiều diện tích đất ở vị trí thuận lợi, tại nhiều địa phương chưa thống nhất được phương án sử dụng đất với địa phương trước khi cổ phần hóa. Thực tế, quá trình các địa phương có ý kiến trả lời về phương án sử dụng đất và giá đất thường rất chậm, dẫn đến việc phải kéo dài thời gian, điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa. Một số địa phương chưa kiên quyết trong việc thu hồi, xử lý đất đai của các doanh nghiệp sử dụng đất không đúng với mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai. Qua những con số vừa rồi có thể thấy, quá trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đang bị chậm và khả năng không kịp về đích và đạt mục tiêu của năm nay. Thưa quý vị, tỷ lệ sở hữu không đủ lớn để nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia điều hành doanh nghiệp. Đó là một rào cản khiến các nhà đầu tư nước ngoài e dè khi đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Chúng tôi đã tiếp tục ghi nhận một góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài về điều này. Nhà đầu tư này là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty chứng khoán tầm trung tại Việt Nam. Ông và nhóm cổ đông Trung Quốc đã mua lại công ty chứng khoán này được 3 năm nay. Khi được hỏi về chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp tại Việt Nam, ông cho biết
chỉ ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn các doanh nghiệp nhà nước lớn thì chưa, bởi lẽ chúng tôi ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ bởi tiềm năng phát triển còn dài, còn các doanh nghiệp nhà nước lớn thì phải đầu tư với số vốn lớn hơn, tỷ lệ sở hữu lại thấp, khó tham gia và điều hành doanh nghiệp. Như vậy, một nhà đầu tư khi đầu tư vào một doanh nghiệp, nếu mà người ta không làm chủ đầu vốn của mình thì rõ ràng người ta sẽ e dè và người ta sẽ chỉ là đầu tư theo hướng mạo hiểm, đầu tư theo hướng là gì? Kiếm lời thôi, chứ không phải đầu tư theo hướng ý nghĩa là ở lâu dài. Chính vì thế cho nên là rất nhiều các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đảng của nước cũng như cả các chuyên gia nói rằng là chúng ta phải thu hẹp nhanh, phải thu bán vốn nhà nước theo ý nghĩa đúng bán, là chúng ta phải thay đổi hoàn toàn thực chất. Có nghĩa là gì? Phải giảm tỷ lệ vốn nhà nước ở những lĩnh vực không nắm giữ, và nhà nước không nắm giữ nữa và bán với tỷ lệ lớn để thu hút các nhà đầu tư, các cổ đông có tiềm lực và muốn ở lại lâu dài, người ta sẽ đầu tư mua nhiều hơn để người ta vào đầu tư doanh nghiệp, lấy cái mục tiêu mà sản xuất kinh doanh là chính, chứ không phải mục tiêu là kiếm lời. Con số đang báo động được đưa ra bởi nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Bộ Tài chính. Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ vốn nhà nước thực bán qua cổ phần hóa và thoái vốn chỉ chiếm 7,5% số vốn của nhà nước nắm giữ. Giai đoạn 2011-2016, với 426 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà đầu tư chiến lược cũng chỉ nắm được 7,3% vốn điều lệ của các doanh nghiệp này và chiếm chưa tới 10% cổ phần, thì việc tham gia hội đồng quản trị nhà đầu tư chiến lược chỉ mang tính hình thức. Chúng ta mới bán được 8% vốn nhà nước. Như vậy là nếu mà giả sử nhà vốn nhà nước còn 100% thì cơ bản là chúng ta mới bán được 8, còn lại hơn 90% kiếm lời thông qua một mua bán chênh lệch. Thế thì rõ ràng vừa qua có những cái chúng ta nói, nếu chúng ta bán tỷ lệ lớn thì người ta sẵn sàng trả giá cao để người ta điều hành. Thế tất nhiên trong quá trình điều hành đấy thì quản lý nhà nước rồi các vấn đề các cơ quan chức năng cũng phải tính một tỷ lệ nhất định nào đó để đảm bảo cho giữ được cái vị thế hình ảnh của doanh nghiệp nhà nước, thương hiệu doanh nghiệp nhà nước. Ví dụ như ở Sabico qua, khi chúng ta bán theo khối lượng lớn để cho nhà đầu tư Thái Lan vào để điều hành kinh doanh thì rõ ràng nếu người ta mua được 51% người ta trả giá rất cao, cho dù trên giá giao dịch trên thị trường là không bằng. Và thực sự người ta muốn vào thay đổi và người ta đã thay đổi thế. Nhưng nhà nước vẫn giữ 36% để chúng ta quản lý theo quy định của luật doanh nghiệp là có quyền phủ quyết những vấn đề quan trọng. Đấy cũng là một cách làm. Và chúng tôi cho rằng là gì? Tới đây thì đối những lĩnh vực mà nhà nước không cần nắm giữ thì phải thoái vốn, phải bán với tỷ lệ lớn hơn. Chứ chúng ta bán theo tỷ lệ nhỏ giọt thì rõ ràng là chúng ta không được lợi về giá. Chúng ta không được lợi về các nhà đầu tư, mà chúng ta chỉ cho các nhà đầu tư nhỏ thì người ta sẽ không làm thay đổi được căn bản cái hoạt động của doanh nghiệp. Và nó thể hiện cái sự quyết tâm và cái nỗ lực có tính mục đích rất là cụ thể của chính phủ đấy, đối với việc là nhanh chóng để cổ phần hóa các cái doanh nghiệp nhà nước lớn, cũng như là cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán, gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế. Điều này sẽ góp phần làm cho cái quản trị của các cái doanh nghiệp sau cổ phần hóa sẽ được cải thiện một cách rất là đáng kể, đáp ứng được các cái thông lệ và các cái tiêu chuẩn quốc tế, và giúp cho bản thân các doanh nghiệp hoặc là các ngân hàng, các định chế tài chính của Việt Nam đấy, có được cái tiếp xúc cũng như là có được cái môi trường để cạnh tranh một cách bình đẳng và sòng phẳng với các cái doanh nghiệp quốc tế khác. Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước tại Việt Nam, tỷ lệ nhà nước nắm giữ vẫn còn từ 60 đến 70%. Đây là một cản trở trong việc bán vốn nhà nước tại ngân hàng và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào ngân hàng. Tất nhiên là ở các nước phát triển thì tỷ lệ này thấp hơn rồi. Ví dụ như ở Anh Quốc thì tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại ngân hàng thấp hơn như thế rất nhiều, và chúng tôi liên tục có những đợt chào bán cổ phần nhà nước tại các ngân hàng. Để làm được điều đó thì quá trình cổ phần hóa, kỷ luật phải được đưa lên hàng đầu, đồng thời đi kèm với kiểm soát và quản lý tốt. Sự việc đầu năm 2018 vừa qua, nhà đầu tư chiến lược người Thái đơn vị đã mua 54% Sabeco với mức giá cao 110.000 tỷ đồng. Phải có thư ngỏ của chính phủ mới được phép điều hành Sabeco, cho thấy quy định hiện nay với nhà đầu tư chiến lược còn quá chặt, cần có sự thay đổi về quy định và huy động nhà đầu tư vào điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp sớm hơn. Bởi suy cho cùng, cái đích phải đến của cổ phần hóa vẫn là hiệu quả hoạt động, và hiệu quả này phải đến từ sự tham gia góp sức của các nhà đầu tư.
Để có cái nhìn tổng quát về các doanh nghiệp hiện nay đang gặp phải những vướng mắc gì trong cổ phần hóa, thoái vốn, giải pháp nào để các thương vụ cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước diễn ra thành công, hiệu quả, đồng thời không làm thất thoát vốn ngân sách nhà nước, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Đức Trung, trưởng ban cải cách và phát triển doanh nghiệp của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương. Mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên đó là ông có nhận xét đánh giá như thế nào về tiến trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước trong 8 tháng đầu năm nay ạ? Thì nhìn về kết quả mà so với cùng kỳ của năm 2017 thì có thể nói rằng là năm 2018 có tốt hơn. Tuy nhiên thì cơ bản vẫn tiến trình cổ phần hóa thoái vốn vẫn còn chậm. Và thực tế là cho đến nay thực hiện theo kế hoạch năm 2018 thì mới chỉ thực hiện được 10% số doanh nghiệp cần cổ phần hóa. Theo ông thì các doanh nghiệp hiện nay đang vướng mắc những cái khó khăn nào trong quá trình cổ phần hóa cũng như là thoái vốn? Có tình trạng là e ngại trách nhiệm quyết định các cái vấn đề quan trọng của cổ phần hóa, đặc biệt là việc xác định cái giá trị tài sản, việc xác định cái phương án cổ phần hóa. Cái trách nhiệm này nó liên quan đến cái việc là một mặt thì vừa phải đảm bảo cái tiến độ cổ phần hóa theo thời hạn, nhưng mặt khác thì cũng là phải có những quyết định đúng đắn và kịp thời để mà không được gây thất thoát tài sản nhà nước, phải đảm bảo được cái bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Thì nói cách khác là vừa phải chịu áp lực về tiến độ cổ phần hóa nhưng mà cũng phải là vừa phải đáp ứng yêu cầu làm sao bán được cổ phần nhà nước ở cái mức giá cao. Vì vậy mà nó có cái sự mâu thuẫn về tiến độ cũng như là về cái giá bán cổ phần nhà nước hiện nay, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà nhiều cái doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực sự là không thu hút được cái nhà đầu tư bên ngoài do những cái hạn chế yếu kém về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2018 thì nghị định mới về cổ phần hóa, nghị định số 126 có hiệu lực thi hành, tuy nhiên nó là nghị định mới và có nhiều chính sách mới, cho nên là việc thực hiện nó chưa thực sự trôi chảy, chưa thực sự thông suốt từ các cái cấp. Vì vậy mà nó cũng làm ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hóa. Đơn cử như chính sách về đất đai thì nhiều cái vấn đề mà liên quan đến đất đai trong cái quá trình định giá doanh nghiệp nhà nước nó chưa được giải quyết thỏa đáng, mà vì vậy nó cản trở nó làm chậm cái việc định giá, đánh giá, xây dựng phương án cổ phần hóa của các cái doanh nghiệp mà hiện nay đang sử dụng nhiều đất đai dưới hình thức giao, trong khi là quy định pháp luật là yêu cầu là phần lớn doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ phải chuyển sang hình thức thuê đất. Và câu hỏi cuối cùng đó là trong thời gian tới thì các cơ quan quản lý cần phải có những cái biện pháp như thế nào để thúc đẩy cái tiến trình cổ phần hóa, đồng thời cũng không làm thất thoát nguồn ngân sách của nhà nước ạ? Các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì đã nhiều lần nói tới cái việc là phải thay thế những tổ chức cá nhân mà làm chậm, chây ý trong cổ phần hóa. Nhưng tuy nhiên trên thực tế thì cái số lượng các tổ chức cá nhân mà bị thay thế thì thực sự nó là không tương xứng với cả cái tình trạng, với thực tế về cổ phần hóa thoái vốn. Theo tôi thì phải có một cái quy định rõ ràng bằng pháp luật về tiêu chí, rồi cách thức đánh giá, bổ nhiệm cán bộ v.v. gắn với cái việc hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể hơn thì trong các cái lộ trình kế hoạch về cổ phần hóa, trong các phương án cổ phần hóa thì cũng phải xác định rõ là cái khâu cổ phần hóa, cái khâu, cái công đoạn của cổ phần hóa tái cơ cấu nào thì do ai đảm nhiệm và đến thời điểm đó thì phải chịu trách nhiệm hoàn thành hay không hoàn thành và phải được đưa vào quy phạm pháp luật để mà làm thành một cái tiêu chí để mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cái tổ chức cá nhân này. Cần nói thêm rằng là hiện nay ta phải đặt ra một cái nguyên tắc, đã xác định được cái thoái vốn theo giá thị trường thì ta nên quán triệt và thực hiện theo cái nguyên tắc này. Rõ ràng là cái việc mà bán vốn theo giá thị trường là cái nguyên tắc chủ đạo và xuyên suốt, nhưng vấn đề làm sao là phải xác định được cái giá trị cũng như là xác định được cái giá bán cũng như là minh bạch hóa cái quy trình tìm kiếm, lựa chọn rồi đàm phán về giá bán nó công khai minh bạch theo cái nguyên tắc thị trường, chứ không chỉ nói rằng là cái giá thị trường lúc đó
thì bán theo cái mức giá như vậy. Vấn đề là làm sao phải có quy định rõ ràng hơn về cái việc công khai cũng như là cái việc hợp lý hóa cái quy trình về tìm kiếm đối tác như là đàm phán giá bán. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VTV. Những chia sẻ vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại trên website vitv.vn hoặc theo dõi thông tin qua kênh Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.